ơi quê em An Giang, có sông Hầu đồng ruộng thân thang, đất phù sa theo con nước lớn, từ ngàn xưa dung đắp thôn làng. Miền Tây quê em An Giang, gái xinh đẹp tuy mỹ đoan trang, áo bà ba tai nghiêng nón lá, cười hồn nhiên sao xuyên bao già. Quê hương em miền Tây Việt Nam, thương yêu nhau như nghĩa họ hàng, cùng sẽ chia cảnh sống gian nan. Chào cả nhà nha, và con kính chào quý bà cô chú anh chị và tất cả các bạn yêu mến kênh miền Tây quê An Giang nha. Dạ thì hiện tại mình đang ở trên đầu cồn trại bò của anh Hai Rừng. Dạ hôm nay thì anh Hai về đâu mấy chục con bò đó quý bà cô chú. Dạ thì sáng sớm thì ba của Lăng Anh với ông xã Lăng Anh này đã đến đây rồi, lựa từ sáng tới giờ. Thì bây giờ mình mời quý bà cô chú đi cùng với mình nha. Hôm nay thì mình thay mặt Mạnh Thường Quân lên đây để trả tiền bò cho gia đình của Lăng Anh nha. Dạ. Từ lúc dịch bệnh tới giờ hôm nay bò mới nhập về được, mà giá bò hôm nay cũng cao hơn lúc trước đó quý bà cô chú. Để do vận chuyển đồ đi qua mấy cái trạm test đồ nó cho nên chi phí nó hơi cao. Chào anh Hai ơi. Trời ơi, lên sáng vậy sao rồi vui? Dạ được rồi, 8 rồi. Con nào ạ? Con này là con. Giá nhiều à? Giá 16 năm ta. 16 năm à? Rồi anh Hai có bớt gì chưa? Nói mà biết bớt không? Dạ, để anh chút em nói. Nay bò về nhiều hả anh Hai? Ừ, về nhiều. Ừ, hết sức nhiều rồi. Còn mấy con bò lứa bự bự trong đó chắc cũng khoảng 19 hả? 18, 19. Dạ. Bò này nó dài đòn hả anh Hai? Dài đòn. Dài đòn to khỏe à nha. Chân cái đùi ta cũng bự nữa kìa. Cái mỏ to không? Mỏ to là ăn khỏe hả? Vậy hả? Cái này anh Hai lựa hàng vui lựa? Chú Tư hả? À, nhà chuyên gia hả? Còn lại mình vuốt vuốt cái gì nè, có nó dạng không nữa. Để nữa nó về cái nhát. Dạ dạ. Như mình làm quen với nó ha. Làm quen với rồi nó. Mình dẫn nó về nhà mình ở ha. Ừ. Vậy là bây giờ mình ưng con này hả vui? Dạ. Rồi anh Hai đâu rồi? Anh Hai, chào anh Hai. Anh Hai ơi, chào chào hỏi. Cái này là em mua hỗ trợ cho cái những cái hộ khó khăn đó, Mạnh Thường Quân tài trợ đó anh Hai. Anh Hai tính xác giá giùm em ha. Thì thôi bớt lấy ảnh 500 đi, lấy 16 triệu thôi. Là 16 năm anh bớt 500 là còn 16 triệu thôi. 16 hả? Đi giúp cho ảnh đi, giờ chút chút đi chứ. Thêm nữa được không? Không khả năng giúp nhiều rồi. Thêm chút nữa đi. Được, mà lại giúp ảnh lại. Vậy hả? Bò giá hình như là giá cao hơn lúc trước phải không? Nói hơn á. Nói hơn hả? Lúc trước từ dặn 17 triệu thôi. Vậy sao? Đó, à, vậy em tưởng đâu nó cao hơn chứ. Ừ, cái đó à, cái mốt mà. Chiều dài hả? Cao á. Ờ, chiều cao lên mét mấy hả? Mốt à. Mốt à, nó cao. Ngày dạo cao. Nhiều thứ. Vậy là đất cây, cái số tiền thì... Tại Mạnh Thường Quân cho tiền được có 15 mấy hả? Bò này nói không giờ đó hả? Dạ đúng rồi, 15 mấy hả? Hôm bữa thì được 11 mấy cái. Sau này có thêm hai Mạnh Thường Quân cho thêm nữa mới được 15 mấy nè. Để em xem cái số tiền em giữ đâu. Được có 15.749.000 à. Không, không được 16. Vậy thôi lấy 15 năm thôi. Để đi giúp nhau đi, chút đỉnh mà. Vậy anh lấy bớt thêm 500 nha, 15 năm ha. 15 năm thôi. Dạ, tại cũng không có đủ tiền nhờ Mạnh Thường Quân. Nếu mà bán có được đồng lời là bán từ 16 triệu 700 lần á. Dạ nói thôi. Mạnh Thường Quân cho được có 15 mấy vậy thì thôi kệ đi. Dạ. 15 năm thôi. Dạ. Nói chung ra người ta giúp được nhiều, mình giờ không khả năng giúp ít một chút. Dạ, vậy em cảm ơn anh nhiều ha. Dạ.
Rồi cái này chút nữa là anh vận chuyển xuống hay gì? Hay là sao? Chở xe chở xuống. Đi xe không được nha, nhà ở ngoài cồn á. Phải đi vỏ đi gì á. Phải đi xe thôi chứ có điều kiện nào đi chứ đâu có chẹt chạy được. Dạ. Ủa rồi làm sao mình chuyển ra đây? Cái này mình đi xuống vỏ được không ta? Sâu không? Nước lớn này nhóc của trơn. Mà nó ra xa không? Ra có khoảng 200 thước à. 200 thước rồi nghe đi không có sao hết. Đây qua sông bển lội cũng được nha. Bình thường vậy. Ờ, vậy là ngang hầm mình đi được hả? Lội được hả? Cái gì chứ cho lội không? Rồi vậy quyết định con này nha, tắt trả tiền nha. Đâu có về bò được đâu. Đúng rồi, mấy tháng trời đó em nhận tiền lâu lắm rồi đó. Hai ngày nay đó mà còn ở bên dưới trên trển mới về được. Sắt này đó. Gì đó hả? Chỗ đường đó đi ra. Vậy vậy anh cho em số tài khoản đi, em chuyển tiền qua. Rồi vô mình ngồi nghỉ đi. Nè. Này giờ vui gửi lời cảm ơn đến Mạnh Thường Quân lần nữa đi. Gửi lời cảm ơn Mạnh Quân và cô chú, chúc cô chú dồi dào sức khỏe. Cảm ơn dạ. Dạ. À, thì từ sáng giờ thì anh hai với vui thì với có thêm chú Tư nữa, chú Tư chuyên gia là cũng tư vấn cho gia đình của vui đó là được con bò này vừa tốt vừa khỏe đó quý bà cô chú. Dạ thì bây giờ mình tạm dừng ở đây để mình gửi tiền rồi với chuẩn bị bò lên xe là nghe trở về nhà nha quý bà cô chú. Dạ. Dạ, vậy anh đưa số tài khoản em chuyển anh à. Dạ. Rồi giờ mình đưa con bò về chuồng của nhà anh Lan Anh em quý bà cô chú. Này mượn cậu Út dẫn, tại cô Út nuôi bò lâu năm rồi. Hiểu ý bò nên nhà cậu Út dẫn. Hôm nay cho ông bò tập bơi bữa hay vui. về chuồng mới là phải biết bơi chứ. Cái đường mình á thì múc được lớp rồi nè, bây giờ đợi nước kém rồi mới đẩy lên thêm á quý bà cô chú. Do cái chân nó ngập nước đó, nếu như mình chắc lên nó nhiều quá là nó bị sạc cái chân dưới, cho nên phải đợi nước giật xuống cạn mình mới chắc lên thêm một lớp đất nữa. Anh ba hay vậy, giống anh ba quá. Ủa anh ba làm gì đó à? Đặt lò hả? Có tép không anh ba? Có tép không? Cái này nước nhiều em nghĩ chắc có tép nó bò lên bò. Không, cây cầu này em dỡ được anh hai ơi. Em dỡ lên được. Cả thằng vui cứ hậu tống bò đi. Đất nó không được bằng cho nên hơi khó đi ha cụ. Cái này chưa ban ra mà. Đi đường trên này, ở trên nó có cái bò đây hả? Ok. Cây sao nó nặng dữ rồi ta, bữa thấy vỏ mình nó vỏ nhà hiệu à. Sao nay nặng dữ. Rồi cô dịch nó đi rồi đi. Anh qua lên đi rồi cái anh móc cái mũi lại cho em. Cho em vô. Cái này nước lớn quý bà cô chú ơi, cho nên xuồng mình đi qua không lọt. Phải dỡ cầu. Rồi anh hai ơi. Này
mình phải dẫn con bò đi đường trên nè. Còn cái đường này thì nó phải qua 2-3 cái hầm mới tới nhà của ông Lan Anh. Mình đi đường này thì mình đi có một cái hầm thôi, mình tới chuồng bò. Ở đây này ha. Anh chậm chậm theo để con bò nó nhát cho nó qua đi. Dùm lại nào. Người ta giờ đây ta kìa. Ôi ta biết khôn quá, người ta bơi khăn khói luôn rồi. Cái này sáng ngoài đùa. Nó lội giỏi ghê ta. Bò này lội giỏi hơn cậu Út nữa. Cậu Út là bơi không lại đó. Có chuẩn bị cỏ chưa vui? Có rồi, Tám nghe nói hình như là mới về chưa có cho ăn liền á nha. Cho nó nghỉ khỏe khỏe đi, từ từ mình hả cho ăn. Đi lẹ về con, ghét về mơ về nhà mới ở. Về nhà mới ăn cỏ non. Lan Anh chuẩn bị cái gì kìa. Ai? Vậy hả? Ai đứng đầu đó nhìn nữa kìa. Bò về tới sớm là mô Phật, ai gặp cũng khen hết trơn. Khen là mình mừng rồi. Bò quá đẹp. Mô Phật. Từ từ cậu Út ơi, từ từ cho nó bò lên. Cái bò này hình như hơi nhỏ. Nó mệt hay gì cậu, cho nó nghỉ mệt chút đi. Nó lỡ là dưới nước ngập mà không thấy đường đi ha. Cái bò khô nó nứt. Vậy hả? Nó nứt rồi, cái nó có lỗ kẻ hả? Có lỗ kẻ. Cậu cho đi chậm chậm đi. Cho người ta nghỉ mệt rồi. Đi rồi khó đó, lỗ kẻ thôi. Nào kẻ. Đi. Về nhà mới cực quá bò ơi. Cái đám cỏ đó thằng Vui nó dầm hổng dài lên rồi đó hả anh hai? Ở bên kia lần hả? Nổi hông đứng vô coi nhất rồi. Chút nữa nói chuyện với con bò nha không? Dặn bò mau ăn trống lớn nha. Tối ra ngủ dữ hay gì? Long tối ngay ngủ chung với con bò cho vui hay gì? Gật đầu luôn hả, mới ghê hả? Cái này là cũng như là em của con rồi đó. Ủa ở đây còn cái hầm đó hả? Chàng ơi. Vậy cho nó nghỉ mệt khỏe khỏe đi hả, lên chuồng cậu Út ơi. Cho nó khỏe khỏe đi, nó thở rồi kìa. Ui gà bay.
mình chưa có đổ chứ giữa hả vui? Chưa. Vậy hả, hả ngày nước ngập rồi mình đổ không được hay sao? Nước ngập rồi không có lấy đất được. Ờ, lấy đất không tới hả? Dạ. Nước ngập lấy đất đâu quá, đất không có. Nấu nước cúng hả? Dạ. À, vậy mình phải cúng mình chỉnh ha, chỉnh đất đai rồi chuồng bà chuồng ở đây. Chuồng bà chuồng hả? Ồ, ở đây cái máng hết hồn cái máng ha. Ăn đã luôn, ăn xỉn luôn. Bây giờ mình về chuồng mới rồi, mình ăn cho khỏe nha, ăn cho nhiều vô cho mau lớn nghe không? À, nước ở đây ngập. Khỏi, chắc lên bao nữa là đủ lên hả? Bao nữa, ờ, đó, bao nữa. Rồi dưới này bao nữa, rồi đó, ờ, rồi vậy đó. Lên lên hả, rồi. Cúng xong không? Mấy cho lên hay là sao? Để cúng hả? Chưa chưa cho anh hai cúng cái đi. Cái cây bánh in, bông. Bông với trà hả? Dạ. Ừ. Chết mẹ bê. Đó là ấy hả, cát hả? Đá bà, nhiễm. Bữa nay nước nhiều ngập để ngập xăng nhà lông trơn rồi. Rồi ừ. À, để hít ngoài nè. Hút ngoài á. Ờ đó cúng cúng đi rồi tao dẫn lên. Ở kia nó hơi chặt anh kê kê lên chút cái đường cái miếng cày á. Đây 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 để con lấy cho. Nè nè. Cục gạch nè kê lên. Cục gạch kê lên rồi. Thêm nó không thêm cục nó không? Ừ. Rồi chuẩn rồi. Thôi giờ cho lên nha. Chưa mà, chưa chưa thắp nhang mà. Chưa chưa thắp nhang. Chạy à, cúng đó đâu nhầm gì. Rồi đang chắc màu nữa thì tới cho lên đi. Thắp nhang trình cái hả? Rồi, cho lên đi. Trình rồi mình thì đó mình cúng đi. Thì nó lên cho lên. Cái mấy cái lằn càng này mình đóng vậy thêm không vui. Sao thấy nó hư quá à? Thôi được vậy được rồi. Vậy được hả? Sao? Từ từ anh hai gung tay. Làm quá không gung tay chờ kìa. Mừng quá cũng muốn gung tay nữa. Đó không được nữa. Có không được con bò cái gung tay luôn à. Năm nay là 1 con, năm sau là phải 4 con nha. Ừ. Ông bà đâu có chấp nhất cái vụ đó. Rồi nó không có hiểu mình khó trang luôn. Thành tâm. Thành tâm luôn. Rồi gót nước luôn. Thằng Vui giái lại cái nữa không? Ừ, con đứng con giái lại cái nữa đi. Ừ, ba giái xong rồi. Đó, mình là chủ chuồng mình giái lại cái nữa. Giái đi. Ừ, cầu mong đó, cầu gì được đó. Ừ. Con nuôi mau lớn vậy. Nuôi mau lớn, năm nay con nuôi 1 con, sang năm con nuôi được 4 con. Nó không tốt à. Cái này không thêm bao đó ha cô. Trời, nó là tốt. Con thấy hơi cao quá. Wow. Để tao uống nước luôn kìa anh Nam, anh Nam. Bỏ uống nước kìa nó. Cắt nước rồi. Cắt nước rồi. Người ta khô không? Đến con ơi. Người ta thấy có mấy nước cái ta hột xuống đó uống chưa chưa cho nó uống cái cổ. Người ta đang uống mà. Cái này cua này quá ốc. Cua cửa ngang này thôi chứ. Ừ, cao quá. Ừ. Cao quá. Lên con. Lên đi con, lên cho giỏi nha. Lên. Lên cho giỏi nè, ngoan ngoan. Ngoan, lên. Lên. Khỏe. Dỗ đít nó không vui, dỗ đít nó. Lên con. Dỗ đít cái này giọt rồi nè. Okay. Lên. Ngoan con, ngoan con. Trong đó. Ừ. Wow, ngoan quá. Ngoan hết sức rồi. Long. Ra nói chuyện với con bò cái con. Cái gì? Nó hiền mà. Hiền lắm con. Ra mình nói chuyện mình làm quen đi. Làm quen với nó đi nữa mình bỏ cỏ cho nó ăn. Dịnh vô. Ừ. Đó, gia đình đó. Đại gia đình đó.
Kìa, nó nhìn cà lông, nó nhìn con cà lông đó, thấy không? Con nói chuyện nó nghe nó hiểu đó. Con nói nghe nó nói chuyện hiểu. Cái ai cho ăn cỏ đầu tiên anh hai? Người nào mà dễ ăn á? Người nào ăn nhiều á? Người nào ăn nhiều mà dễ ăn á, không kén á, cho người đó kêu người đó cho ăn. Vui vậy nha, chúc mình vui cho ăn đầu đi. Cái cửa này cắt bớt cái này chổi ra. Cái đó mình chổi tấm vạt bẹt ra luôn hả? Bẹt ra. Rồi vậy là mừng rồi ha. Rồi sao rồi, hôm nay cảm thấy sao rồi? Hai mẹ con thấy sao? Thì mừng. Mừng không biết nói gì. Tối ôm mùng mền ra đây ngủ nghe không? Nghe không? Quá gật đầu mà. Mọi người ngủ. Quá gật đầu mà con. Ngủ cho có bạn. Nè con lại giúp ở đây. Giúp nói chuyện đi. Giúp nói chuyện đi. Rồi Xuân Phong đi cắt cỏ mà. Cỏ à, có hả Lan Anh? Có không? Mới đi kiếm cỏ khô đó. Trước rồi đi kiếm cỏ khô chứ. Ví dụ như thiếu cỏ mình lên mình mua bò á. Quên nó lo mua mua gươm. Mua gươm. Mua gươm á chứ. Trên cái lông nè. Mình đi ra tìm cá thôi, mình kiếm cỏ khô. Vậy hả? Cỏ khô nó ăn không? Cỏ khô mới đầu về cho ăn cỏ khô mà. Vậy hả? Vậy hả? Vậy là cũng hổng ngày cũng có học hỏi vậy ha. Dạ. Cho ăn cỏ khô trước rồi mới cho mấy ăn cỏ này sao. Vậy để cái này xuống đây đi. Vậy bây giờ tám mà con gửi lời cảm ơn đi Lan Anh rồi tám mà trao tiền nè. Gia đình con không biết nói gì hơn gì, mừng không biết nói gì mà gia đình con cảm ơn cô chú anh chị em Mạnh Thường Quân đã giúp gia đình con. Hai vợ chồng con đã cố gắng nuôi bò này thật lớn rồi năm sau sẽ thêm thành viên bò mới. Cố gắng ha. Dạ. Cố gắng sớm thoát nghèo ha. Rồi dạ. Cho thằng Long ăn học nha. Dạ. Long cũng vậy nè, trách nhiệm con là phải học cho thật giỏi nha không. Dạ. Rồi khi nào rảnh thì mình hả phụ ba mẹ nha không. Dạ. Rồi rảnh thì cắt có bò phải không. Dạ. Giỏi nha. Rồi bây giờ tám cũng nhắc lại ha, là năm Mạnh Thường Quân 245 là anh Quang chị Trang bên Mỹ là 4 triệu, chú Thím Chu Chinh lúc trước là 100, sau 100 đô là 200 đô. Em bên Mỹ lúc trước 100, sau 100 nữa là 200 đô. Anh Đức Nguyễn là 3.219.000. Mạnh Thường Quân giấu tên là 4.500.000. Tổng cái số tiền là mình nhận từ trước tới giờ đó là 20.749.000. Rồi tám trừ 5 triệu tiền mình xây chuồng nè. Là tiền mặt là còn là 15.749.000. Mà con bò này lúc đầu là 16 kèo nè. Đâu? 16 năm. 16 năm bớt 500. 500 xong cái 16 xong cái nó giờ không đủ tiền bớt thêm 500 nữa là 15 năm. 15 năm thì bây giờ còn là 249.000 nè. Tám cha 249.000 luôn. Dạ, gia đình con gửi lời cảm ơn cô chú anh chị em Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ gia đình con. Thì con không biết nói gì hơn, con chúc cô chú Mạnh Thường Quân dồi dào sức khỏe, bạn ăn phát đạt. Thì tám cũng chúc hai vợ chồng ha. Dạ. Thì nuôi bò đó thì nuôi thì đạt, rồi sang năm mình có thêm ba con nữa ha. Dạ. Rồi mau ăn chống lớn nè, ăn bò cũng vậy, mau ăn chống lớn ha. Dạ thì cho mình gửi lời cảm ơn đến năm Mạnh Thường Quân rất là nhiều, đã giúp đỡ cho gia đình của Lan Anh được một cái chuồng bò và một cái con bò để mà có cái thu nhập đó, cuộc sống ổn định để thoát nghèo, giúp cho bé Long ăn học tới nơi tới chốn. Dạ mình xin cảm ơn rất là nhiều, thì chúc cho năm Mạnh Thường Quân luôn luôn thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công và may mắn trong cuộc sống nha. Dạ mình xin gửi lời cảm ơn đến quý bà cô chú anh chị và tất cả các bạn rất là nhiều đã luôn đồng hành cùng kênh Miền Tây Quê Mang Giang nha. Dạ mình xin chào và hẹn gặp lại trong video lần sau nha. Bye bye.